hai hộp kẹo này. Ăn hộp nào bây giờ nhỉ? Hộp nào nhìn cũng ngon, hộp nào mình cũng thích. Ăn hộp màu tím hay hộp màu đỏ nhỉ? Một vị là nho, một vị là dâu. Hộp nào mình cũng thích, hộp nào cũng ngon. Thôi kệ, mình ăn hộp nho đi. Mình cắt vào cặp, ăn sao vậy? Wow, vị nho vị mới này. Ui, thôi mình sẽ ăn thêm một miếng nữa cho đã vậy. Mình sẽ ăn ngắn thế này thôi, để dành. Của tớ mà. Cho đi bạn. Kẹo chơi này tận 65.000 đấy. 15.000 tiền ship ấy. Một miếng kẹo có không cho bọn tớ được à? Không, tớ phải mua. Mọi khi tớ có đồ ăn ngon mà tớ cho cậu, hôm nay cậu xỉn thế. Nhưng mà cái kẹo này đắt tiền, 65.000 đấy, tiền ship 15.000 đấy. Mà tớ ship hàng á, tớ chờ hơi bị lâu luôn. Thế mà cậu không bảo tớ mua cùng với. Tớ làm sao biết được? Hay cậu bán lại cho tớ đi. Bán lại cho cậu à? Tớ lấy gì mà ăn? Bán một tí thôi cũng được mà anh. Tự nhiên hôm nay Nghĩa xỉn thế nhở? Đúng rồi đấy. Kẹo này tớ chờ mãi mới được ấy. Một tháng rồi. Kẹo này mới ra. Khi nào tớ có gì ngon tớ lại cho cậu cho. Đúng rồi đây anh. Đi bán lại cho tớ đi, tớ nó thèm quá. Đúng rồi đây. Mà cậu đặt một hộp hay mấy hộp ấy? Tớ đặt một hộp thôi. Hay là cậu cho tớ ăn thử một miếng đi, xong tớ mua thêm. Được. Kẹo Huba này dài 180cm. Vậy 1cm là 500 đồng. 2cm là 1.000. Thế cậu mua bao nhiêu? Đấy là tớ còn không tính lãi cho cậu á. Tính nó rẻ đấy. Tại vì kẹo này tớ chưa ăn nên tớ mua đấy. Thế cậu mua bao nhiêu? Dài lắm này. 20cm đi. 20cm á, là 10.000. Giang lấy cho anh chất kẻ, để trong cặp ấy. Cầm cho anh, để anh đo. Cậu đừng có tính thiếu của tớ đấy. Thì ra nỉ nhá. Đây được rồi. Ui. Đây. Đó, 20cm của cậu ấy. Đây, kẹo của anh đây. Đưa đây. Mà cậu nhanh quá, tớ chả kịp nhìn gì cả. Cậu đưa lại, thứ kẻ cho tớ đo. Thứ đang lấy đi. Rồi ạ. Cậu không tin tớ à? Tớ thấy cậu đặt thức kẻ kiểu gì ấy. Tớ còn cho cậu dài thêm tận 2,5 này. 20,5 đấy. Chắc là cậu cận nên cậu nhìn không kỹ. Làm sao mà cậu thoáng thì tớ thấy được. Cậu mà đặt cận. Nhưng mà tớ vẫn tin hơn cậu. Thôi, dán thức kẻ cậu này. Bây giờ tớ mới thì ra mà chia ra. Chia đi, 10cm mỗi người. Chia đều nhá. Rồi. Còn cắt ra. Đây, thì đang đây. Đúng chưa? Đúng rồi chị, còn gấp đôi mới tính đúng được chứ. Ngồi đây, ăn bánh đi. Ngon không? Ngon quá. Đúng rồi. Ngon quá. Chắc hẳn cái cậu bây giờ mới ăn đúng không? Cậu mới ra trước tớ chỉ ăn kẹo Huba Huba bình thường thôi. Đúng rồi, cậu này ăn ngon thôi mà. Ăn hết rồi nhá, cả một đoạn luôn. Đằng nào em mà sẽ ăn. Rồi lần nào em mà nhổ. Lần nào mai em ăn tiếp sao? Mày thử lại. Ngon quá. Vị nho này ngon quá. Nói thôi mấy người, trả tiền nữa đi, không là cậu quên mất. Thế cậu cho tớ thêm 10.000 nữa đi. Tớ trả 10.000 nữa. Tiền luôn. Tớ kể, tớ kể. Tớ biết rồi. Ngon quá. Rồi. Đó. Rồi. Anh phải bỏ ra tính cẩn thận chứ. Đây.
Ôi thiếu, à đúng rồi. Thiếu mà. Vừa luôn. Thôi để em tính. Đúng rồi. Đây, cậu đây. Ừ, có mấy anh chỗ ơi, nhỉ? Anh ơi thiếu mà. Đâu? Thiếu. Ừ, thiếu này. Thế anh cho thêm một tí. Cậu cứ xài thì cậu cho nhiều nhiều một tí đi. Ừ, cho cậu ăn 5cm luôn. Wow. Đây, 5cm nha. Đó là hai VIP, tớ phải đủ nhiều. Ồ, 7cm rồi. Ừ, đúng rồi. Ngon quá. Thôi để em chia. Em chia cẩn thận đấy nhá. Không, em chia theo cái anh ấy sau này là chia cẩn thận luôn. Đừng. Thế chia thế nào ạ? À? Thế chị đồ. Chia đi. Trời ơi, em không chia gì cả. Không biết cái miếng này. Mấy cái miếng 7cm đấy. Em chỉ việc chia đôi hai cái miếng này ra là được. Còn gì phải chia theo cái kia. Nhưng mà chia em muốn gọt thêm à? Vâng. Đây. Từ chị phải chia này ra đã. Không thôi em ăn hết được đâu. Chị làm chị mà chị chẳng nhường cho em gì cả. Chị cũng ăn tham nhanh nghĩa ấy. Thôi đây cho chị ra. Chê xin. Đúng là tìm của chị ấy nhá. Vâng. Đưa lên nhớ chảy. Học anh ơi, từ đây là tới đùa cậu đấy. Tớ mua tận 2 hộp luôn. Thôi cứ tớ và các cậu. Cậu wow. mà thôi các cậu đưa tớ 20 nghìn rồi. Tớ lấy luôn. Không sao nhưng mà mình được nhiều hơn mà đúng không chị Hồng Anh? Ừ. Đây. Hộp một hộp nữa này. Wow. Ta da. Ừ, đúng đâu rồi. Không? Cho cậu cái hộp này mà. Ừ. Đùa đâu cho các cậu thật đấy. Yeah. Cậu nhớ về ăn nhá. Vâng ạ. Ừ. Cảm ơn cậu nhá. Tớ nãy lờ mấy bạn tốt của tớ. Tất nhiên rồi, tớ chẳng là bạn tốt à? Tớ đùa thôi, 70 nghìn tớ đấy. Tớ đùa thôi, tớ chào ở thôi. Sao anh có đùa tớ nhiều ấy nhở? Hôm nay có phải cả tháng 4 đâu. Hôm nay là cả tháng 5. Ơi, Kiều Anh ơi đi về thôi. Ừ, các cậu đi về đi, tớ cũng đi về đây. Ừ, bye bye cậu nhá. Bye bye. Bye bye.